Sáng nay, đoàn kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phụ trách đã đến làm việc với các đơn vị tại quận Ô Môn và khu công nghiệp Trà Nóc. Đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và chống dịch tại nhà máy dược, nhà máy chế biến lương thực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn ADC. Hiện các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại bình thường, số công nhân trở lại làm việc đạt 100%. Đối với các đơn vị trực thuộc ADC đều có kế hoạch tăng doanh số và bán hàng từ 15-20% so với năm 2021. Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ các phương án để phòng dịch bệnh COVID-19 xâm nhập trở lại nhà máy. Cụ thể như sẵn sàng tách các dây chuyền sản xuất, bố trí ăn uống giữa ca, phải đảm bảo giãn cách và an toàn, thực hiện tiêm đầy đủ 3 mũi vaccine cho người lao động, vân vân. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thông tin thêm cho các doanh nghiệp những chủ trương định hướng phục hồi kinh tế của thành phố, đồng thời các doanh nhân doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng thành phố khôi phục lại nền kinh tế, nhưng phải tiếp tục tuyên truyền vận động, tuyên truyền cho công nhân và người thân phải nghiêm túc thực hiện 5K, tiêm đủ vaccine. Những đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp đều được đoàn ghi nhận và sẽ có báo cáo trên Ủy ban Nhân dân thành phố để hỗ trợ.